Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay thì Khôi xin giới thiệu với em một bộ ghép được gọi là siêu phẩm đỉnh cao đến từ các thương hiệu của Mỹ, cặp loa Antet Lansing Valencia đời cụm sân nha, đời bass 46 cụm sân, và một cây bộ âm ly đèn chỉ cốt LK48 cộng với cái tuner. Thì theo đánh giá của Khôi thì đây là một bộ ghép rất là an ý luôn, hay còn gọi nói vui là cầu vui mở. Nên những ai mà xem được clip này và có điều kiện thì anh em nên nha, chẳng sự chơi luôn cả bộ này, đầu tư luôn cả bộ, và không thể cho hay phô ghép từ nhạc vàng bolero cho tới nhạc acoustic cho tới các bản nhạc thính phòng hay là nhạc quý tộc luôn nha. Rồi, và đặc biệt là cặp loa rất đẹp, anh em cùng xem clip với Khôi ngày hôm nay. Thì đầu tiên á thì Khôi sẽ quay cho anh em xem ngoài hình này, thùng rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, không có điểm trừ ở đây, không có điểm trừ. Thì cái dòng này đây, cái lưới mình tháo được, mình chỉ cần mở hai con ốc ở đây thôi, hai con ốc bên này cái anh em nhá, là mình sẽ lấy ra được cái gợn cái cây này ra này, đây nè, cái cây mình lấy ra được ha, đó, đó. Mình muốn xài thì mình lắp vô lại là mình sẽ mở được cái lưới này ra nha. Đó, cái cách mở lưới là như vậy nha. Còn không thích thì mình cố định lại luôn, Khôi sẽ dán cố định lưới cho đẹp luôn ha. Đó, tại vì cái này mở ra là cái mặt màu xanh đó. Rồi thì đó, gỗ rất là đẹp, gỗ rất đẹp tuyệt vời luôn, góc cạnh rất là đẹp anh em. Cặp này mà ship đi thì đóng rất là nhiều vật tư đây, vì khi mà ship bên đại về vậy Khôi yêu cầu là đóng hai kiện, không đóng một kiện em, đóng hai kiện 2.600.000 tiền ship nha, để đảm bảo nó an toàn. Nhưng mà có một cái điều đáng tiếc này, thì khi mà ship cặp này về á thì nó bị gãy cái lưới, nên cái lưới này mình làm lại. Thật sự Khôi không nói thì không ai biết, nhưng mà tính của Khôi là bán thì mình nói thật, nó trung thực, là cái căng này nè mình làm lại nó đúng với cái kích thước, đúng với cái lỗ, đúng với cái màu luôn nha. Cái cặp này cũng làm hết 2.000.000 này, tem zin còn nha, tem logo thì còn đó. Thì Khôi nói chia sẻ thật với anh em như vậy, tại vì không nói thì anh em cả đời cũng không biết luôn. Thật sự là những người mới chơi là không bao giờ biết ha, không bao giờ biết được là cái này là làm lại nha. Nhưng mà mình đã làm rồi thì mình nói làm rồi. Còn loa là rất là đẹp, rất đẹp luôn. Đó, thì Khôi sẽ kéo nó ra và sẽ quay cho anh em xem cái đít rồi củ loa các thứ luôn nha. Đó, anh em cứ yên tâm là tí là mình sẽ quay chi tiết, tại vì những cái dòng này á là phải biết được cấu hình của nó thì mình mới biết được cái giá trị ha. Còn về cái ngoại hình ở ngoài là chấm điểm 10/10 luôn, 10 điểm anh em. Nghe hay, trưng bày đẹp. Rồi bên cạnh đó thì Khôi đang ghép với sợi cốt LK48 anh em. Và đặc biệt cái bộ này á, nó có thêm cái tuner nữa em, cái radio á nha, nên nó thuộc về hàng sưu tầm rất là đẹp luôn, hiếm khi gặp. Trường hợp mà em nào muốn mua rời từng cái á, Khôi vẫn bán nha, Khôi vẫn ưu tiên bán cho em. Nhưng mà cái tuner này không hề rẻ, tuner xịt cốt LT10 này nha. Thì cả bộ này á thì giá chỉ có lân quân hơn 40.000 thôi đó, nhưng mà nó đánh được các dòng loa AR2 này, Antet này, tăng noi này, rất là nhiều loa nha. Đó, đây Khôi mới mở cái nắp này ra này, cấu hình bóng có đường chuẩn, nó y chang như là 3 số 2C nè, bóng nguồn GZ34 này, bóng công suất là 7189 này, bóng đạp là 7199 này, bóng rề là 127, bóng phono cùng 127 luôn. Đấy, thì hôm nay Khôi cũng sẽ đánh bolero, những cặp trước đã có test rồi thì hôm nay Khôi sẽ đánh bolero. Nhưng mà trước khi test thì Khôi sẽ tháo đây nè, cái này này, cái này mình tháo được nha, đây này, không tháo thì mình dán keo cho dính luôn nha. Đấy, tháo hai con nóc ở dưới thôi là lấy lưới ra được. Nhưng mà cái lưới này anh em lưu ý nha, bảo quản nó cẩn thận vì là nó rất là dễ gãy lắm nha. Thì anh em đợi tí mình mở cho anh em xem là cái lưới bị gãy nha. Đây mọi người, đây cái căng mà mình ship về nó bị gãy này, đây này đó. Thì Khôi phải làm lại một cái, làm là một cái cho nó giống em nha. Đó, đây, từ kích thước cho tới hình dáng là đều là của nó hết nha. Đó, đây nó bị bể này, bể của đây này. Thì cái này nếu mà anh em nào ship cặp này về
mà nó bị gãy á, nó bị thiếu một vài miếng á, thì Khôi sẵn sàng tặng nha. Anh em cứ liên hệ, khách chơi anh em thợ cứ liên hệ với Khôi thì Khôi sẽ tặng cho anh em những cái miếng mà để về mình nối lại cho nó đủ á nha. Đó, Khôi không lấy tiền nhưng mà Khôi sẽ tặng. Mà anh em nếu mà đúng là anh em đang cần thì cứ liên hệ với Khôi thì Khôi sẽ cắt ra Khôi tặng nha. Rồi, Khôi đã tháo nó ra để anh em cùng xem được cái cấu hình bên trong nha. Bình thường thì Khôi để ở xa nhưng mà bây giờ quay gần để anh em cùng biết. Đây nè, đít mông của nó này. Thì cái dòng này thì ở đây á, nó có một cái lỗ tròn vì sao cái cụ này nó sẽ lồi ra đây. Tại vì đây này anh em nhìn này, nó bằng rồi này. Nó kê cái cụ này, nó bám được cái không bị xê dịch á nha. Đó. Rồi, đẹp anh em nha, đít mông đẹp nha. Đây, cái phân tần, quay luôn. Đầu tiên là cái phân tần, cái cốt nó là N8018A. Đây là đời cao, nó có cái đời đàn em của nó là N501A nữa. Thì dùng cái test Valencia này á, thì nó chơi theo cấu hình nữa nè. Cấu hình càng cao thì giá trị nó càng lớn nha. Rồi, về cái này. Về đầu tiên là về cái kèn. Này là cái horn, tí Khôi sẽ tháo ra cho anh em cùng xem. Tại vì nhìn đây nó hơi tối nè. Này, nó là 811B nha. Còn cái cụ của nó là 8078A, đời này 8 mô. 8A là 8 mô nha, anh em lưu ý. Đó. Rồi, series anh em. Khôi nhớ không nhầm là nó là liền kề á, 8687 anh em nha. Đó. Còn cái hồng này nó, cái cụ thì nó là trùng này. Đây, đây nè. 391025. Bên này cũng vậy anh em, 391025 này. Đó, rồi, tiếp theo anh em, tiếp theo. Thì cái dây nó rất là dài nha, cái dây này nè. Thì có người là họ tận dụng á, cắt. Tại vì cái dây này nó tới 2,5 mét sau á, mình cắt ra mình có thể làm dây lo hoặc là làm những cái dây cho những cặp loa khác. Còn mình đồ zin thì mình cứ để vậy luôn em nhé, có chưa tháo nó luôn nha. Rồi, về cái loa, cái bát anh em, thì cái cụ đó là 416 tama. Thì đây là một trong những cái cụ rất là hay trong cái dòng này. Nó có nhiều phiên bản, nó phiên bản màu xanh, phiên bản màu đen. Mình không nói về cái chất âm nhưng mà nó màu xanh thì luôn luôn có giá trị hơn. Cái cặp cụ này thì những anh em đang bán loa rời là trên dưới 30 triệu nha. Trên dưới 30 triệu, có người bán tới 35 triệu, có người bán 30 triệu này. Cái cụ này, đời cụ màu xanh á, 4168A, mid unit A anh em ha. Và cùng này là cùng 8 ohm, đồng bộ tất cả là 8 ohm. Rồi, đó, thì bây giờ Khôi sẽ tháo nó ra cho anh em cùng xem nha. Đây mọi người, cái cấu hình của nó ha. Thì cái thùng á là mình tháo ra để mình đi xì ba đó, cũng như mình làm lại cái căng á, tại vì ship về nó gãy. Thì cái căng Khôi đã cho anh em xem rồi, thì nên nó là Khôi tiện đây là Khôi quay cái cụ cho anh em xem luôn, chứ thật ra là cũng cần quay cụ nha. Thì những cái dòng này để đảm bảo là ship về anh em là nó phải đẹp, phải zin. Thì bây giờ mình xem qua nha. Đây, cái mặt trước của cái loa này đó, chưa có tẩm dầu anh em nha, chưa tẩm dầu và còn rất là đẹp ha, rất đẹp luôn. Đó. Thì cái chỗ này anh em, nó có bị dập một chút xíu rồi anh em, vận chuyển á nha. Nhưng mà không ảnh hưởng gì tới chất âm. Không có ảnh hưởng gì tới gân giết rồi luôn nha, chỉ bị cái dập cái chỗ này thôi. Đó. Thì mình bán thì mình nói rõ. Anh em các cái dòng loa ví dụ như là công suất lớn, một loa 200-300W á, nhiều khi là mình còn lo ngại là đánh nhiều thì nó có bị bệ ra không, nó có rè không. Nhưng mà dòng toàn dài thì không anh em nha. Kể cả bây giờ cặp này anh em tháo lưới ra thì nó vẫn đẹp anh em, nhìn từ xa không có thấy anh em nha. Nhưng mà bán á là phải nói rõ ràng. Phải rõ ràng và trung thực. Còn lại rất đẹp anh em nha. Trên thị trường thì nhiều người họ dựng gân thì mình không biết lý do gì. Một nó sử dụng nhiều hoặc là do bảo quản nó khô thì họ phải dược, nhưng mà Khôi là không dược nha. Rồi, đó, cơ bản nó vậy. Rồi quát kè này, đẹp không sơn tút luôn, cũng không sơn tút lút. Cái hồng của nó là 811B, ai cũng biết rồi, đó, không sơn tút nha. Rồi, qua bên này là cái cốt phân tần 8018A. Nó sẽ có đời nhỏ hơn là 5018A, có đời 8118A. Tình yêu của ngày thơ ngày mộng.
rộng và đón người đi vào tim tôi bằng môi trên bờ môi. Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở, thương còn đi yêu thì chưa đến, tên gọi tên tình chưa đổ bền. Phần chủ yếu là về để nghe nhạc vàng bolero, thì Khôi cùng test một cái nhạc bolero trữ tình, nhạc nhẹ thôi. Thì anh em nghe trên điện thoại mà thấy được, thấy hợp tai thì thực tế nó sẽ rất là hay nha. Với lại cặp loa thì nó quá nổi tiếng rồi, nên là hầu như ai cũng biết. Nên mình sẽ không nói cái chuyện hay dở ở đây, mà mình sẽ nói về cái cấu hình các thứ rồi mức giá. Zin tuyệt đối nguyên bản 100%. Tất cả các cụ loa tuyến, loa driver đều zin không qua sơn túc nha. Chỉ có thùng là mình nói rồi, mình phải xì ba lại và làm lại lưới đó. Thì làm thì tốn tiền thôi nè nha. Cái đó làm thì nó đẹp và tốn tiền thôi đó. Chứ không có cái gì mà phải lo hết. Những cái cặp loa 100 triệu, 200 triệu thì cũng dọn bình thường đấy. Khôi khẳng định là tất cả các shop đều làm, chứ phải mình Khôi làm nha. Rồi về mức giá này thì Khôi sẽ bán cặp này giá tốt trong cái mùa này. Cũng đang kẹt nên là sẽ bán giá tốt cho anh em nào biết chơi. Cứ tham khảo là liên hệ với Khôi để cùng giao lưu. Và mức giá anh em tham khảo là trên 60 triệu. Còn giá thực tế này, nếu mà so với chất lượng thì phải là trên 70.
nhưng mà Khôi đang có công chuyện nên là Khôi sẽ bán giá tốt cho anh em nào thực sự biết chơi và quan tâm thì cứ mình giả alo, mình sẽ giao lưu nhé. Rồi Khôi xin phép kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại. Chuyển khoản hoặc ship code đều được, ship code thì cọc được cho Khôi 30%. Ở Sài Gòn thì nó to nặng lắm thì chắc chắn phải hỗ trợ gia đình nhà nơi free ship khu vực nội thành, còn ở ngoài thành á, thì ở hơi xa thì anh em phụ thêm tiền xe giúp Khôi nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Chúc tất cả mọi người lựa chọn được một hàng thân ý.